31. Được rồi em yêu, anh đã mua vé máy bay rồi. Trưa mai là anh bay đến chỗ em thôi. Anh đã chuẩn bị xong tài liệu rồi, em yên tâm đi. Sang năm công ty nhất định sẽ lên sàn. Được. Tôi nhớ phía trước xe gây tai nạn treo một con gấu rất đặc biệt. Nếu con gấu nhỏ đó trên xe chính là con gấu ba anh đã lấy đi. Anh nói xem người lấy xe là ai. Tôi đã nói anh rồi, không có việc gì đừng gọi điện cho tôi. Anh điên rồi sao? Cảnh sát đang truy lùng anh khắp nơi đó. Anh đừng có để lộ chuyện. Nghe tôi nói. Tôi nói anh nghe. Sáng dậy sớm được ăn bữa sáng con trai nấu, đúng là hạnh phúc. Hôm qua con động vào cái xác của ba đó hả? Con đã tìm con gấu nhỏ đó 10 năm, không ngờ nó lại ở ngay bên mình. Còn gấu bông đó là món quà cuối cùng mẹ tặng cho con. Con nhớ khi đó bà đã lấy nó đi. Con đã rất tò mò tại sao ba lại giấu nó trong cái xác của ba. Phong Phong, con xa ba lâu như vậy, ba rất nhớ con. Cho nên bà cất đồ chơi hồi nhỏ của con đi. Dưới hầm còn rất nhiều. Con có muốn đi xem thử không? Ba vẫn chưa trả lời câu hỏi của con. Tại sao ba lại giấu riêng con gấu đó vào cái xác của mình? Nó có ý nghĩa gì đặc biệt với ba sao? Phải. Đúng là nó có ý nghĩa đặc biệt. Ba để nó ở trong cái xác là để nó luôn nhắc nhở ba đừng bao giờ tùy tiện nổi nóng. Có nhiều lúc tùy tiện nổi nóng sẽ dẫn đến kết quả khiến chúng ta phải ân hận cả đời. Tất nhiên còn một nguyên nhân nữa, chính là con gấu bông đó là món quà cuối cùng mẹ con để lại cho con trước khi qua đời. Câu trả lời này con hài lòng chưa? Mời đi bên này.
Cẩn thận đầu nha. Cảm ơn. Mời. Tạm biệt. Đi thông thả. Đi thông thả. Gia Hảo. Tổng giám đốc. Được đó. Cầm lên được và xuống được. Nam tử hán đích thực. Tôi nghe quản lý bộ phận sảnh nói cậu làm rất tốt. Cảm ơn. Cố lên nhé. Cảm ơn. Xe đến rồi. Mời đi bên này. Giám đốc, lên xe đi. Cẩn thận nha. Cố gắng làm nhé. Đi thông thả. Lái xe đi. Tạm biệt. Lên xe đi. Cẩn thận chút. Đi thông thả. Là tôi. Tôi nói cậu nghe chuyện này. Đừng để Lục Gia Hạo đứng ở vị trí gác cửa đó nữa. Đổi cho cậu ta vị trí khác đi. Giám đốc tìm tôi sao? Cậu là Lục Gia Hạo. Đúng vậy. Cậu theo tôi ra đây. Cậu cởi bộ đồ này ra. Không cần làm nữa. Sao vậy? Tôi đã làm sai gì sao? Đây là ý của cấp trên. Tôi chỉ chịu trách nhiệm thực hiện. Vậy còn công việc của tôi thì sao? Ý của cấp trên là cậu không hợp làm việc ở bộ phận này. Cậu sang bên kia trình diện đi. Mau đem đống cá này đi rã đông đi. Còn ngay đâu đó làm gì? Mau làm đi. Đợi chút ạ. Alo. Thanh Sơn à? Tôi cũng không hiểu. Tôi nói cậu nghe. Hôm nay không biết tại sao tôi lại bị đổi chỗ làm. Họ lại sắp xếp cho tôi xuống bếp làm. Cái gì? Tôi biết rồi. Sao còn chưa làm? Rốt cuộc cậu có định làm hay không? Không phải. Sếp ơi, hôm nay tôi muốn xin nghỉ. Cứ thế này nhé. Cậu định đi đâu vậy? Tôi có chút việc gấp. Việc rất quan trọng. Tôi muốn ra ngoài một chút. Cho nên tôi đã xin nghỉ phép. Vừa điều cậu từ quầy sảnh vào bếp mà đã định đi rồi. Sao? Cậu không muốn làm nữa hả? Ban đầu cậu đã hứa với tổng giám đốc như thế nào? Tất nhiên không phải tôi không muốn làm. Tôi cũng biết mình đã hứa những gì. Chỉ là việc này rất quan trọng. Cậu cho tôi nghỉ một lát. Tôi xin nghỉ một ngày. Làm chuyện gì cũng phải nghiêm túc thực hiện. Nếu cậu chỉ coi công việc như một trò chơi thì tôi khuyên cậu nên rời khỏi đây sớm đi. Cậu... Tôi cái gì mà tôi? Tôi nói gì sai sao? Tôi cảnh cáo cậu, sau này đừng tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi nữa. Tôi không dễ mắc lừa đâu. Tôi chỉ... Cậu như thế này mới khiến tôi nhận ra một chút bóng dáng của Lục Gia Hạo. Tốt lắm. Nếu không, bộ dạng hèn nhát của cậu, cho dù đấu với tôi, cũng chẳng có thú vị gì. Vừa nãy cậu nói gì? Xin nghỉ phép đúng không? Được, tôi không làm khó cậu nữa. Hôm nay cho cậu nghỉ, nhưng ngày mai cậu phải quay lại làm cho tôi. Cảm ơn. Tôi đi đây. Hôm nay tôi đã muốn đánh Lưu Phong một trận. Cậu muốn nhét cậu ta vào tủ đông nữa. Cậu ta cố tình đó. Sao phải tức giận lợi người đó? Đúng rồi. Hôm nay Lương Hoán Lương xuất hiện từ khách sạn mà. Cậu là tài xế của ông ấy. Lương Hoán Lương đang có nhiều bí mật. Ông ta đang đề phòng tôi. Không cho tôi đón ông ta nữa. Tôi thấy con cáo già đó ngày càng đề phòng chúng ta hơn.
Bảo sao mấy hôm nay tôi bị chửi suốt, không chừng đúng là có liên quan đến ông ta. Tôi thấy anh không sống yên được mấy tháng này đâu. Lát nữa đến quán ăn thăm mấy đứa em, xem có tin tức gì không. Được. Nào nào, uống nước đi, đừng có sáo nhé. Nào. Được. Xin chào. Gia Đồng, anh cô đâu? Vừa tan làm không thấy anh ấy. Yên tâm đi, tôi đã nói với Thanh Sơn rồi, kêu anh ấy đưa anh tôi về. Chỉ có hai người thôi à? Gia Hảo đâu? Anh tôi với Thanh Sơn đang trên đường đến, sắp đến nơi rồi. Tiểu Vi, cô xem, đây toàn là những nhân viên cũ của Diệp Hoa. Hôm nay họ đến là để lên tiếng ủng hộ Gia Hảo. Ủng hộ Gia Hảo? Cô hẹn nhiều người đến thế này là để bàn chuyện này sao? Lần trước tôi nghe Thanh Sơn nói, lần này Gia Hảo đã phải chịu ấm ức. Mấy anh em chúng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên lần này chúng tôi họp lại là để bàn cách. Chúng ta phải chủ động tấn công, đúng không? Đúng. Anh xem, tôi đã già nua yếu ớt thế này, còn làm được việc gì nữa? Nếu không được, lát nữa tôi sẽ nói với Gia Hảo. Có những chuyện không thể giải quyết bằng miệng được. Anh nói vậy là sao? Tôi không phải là nhân viên cũ của Diệp Hoa, tôi không sợ. Nhưng Gia Hảo là anh em sinh tử của tôi. Cậu ấy không vui, tôi nhất định sẽ liều mạng vì cậu ấy. Đúng, đúng vậy, đúng là như vậy. Các anh đừng nóng, đừng nóng. Tôi đi gọi điện cho Gia Hảo xem. Tiểu Vi gọi đến. Cậu nói cô ấy 10 phút nữa sẽ tới. Alo, Tiểu Vi. Alo, Gia Hảo. Anh đến đâu rồi? Tụi anh đang trên cầu, 10 phút nữa sẽ đến. Được, bọn em đợi anh ở quán ăn nhé. Sao vậy? Tôi không đạp phanh được. Sao vậy? Tiểu Vi. Alo, Gia Hảo. Nè, không phải chứ. Chuyện gì vậy? Gia Hảo, Gia Hảo, anh nghe thấy em nói không? Tiểu Vi, chỗ bọn anh. Sao nó không nghe lời nhỉ? Chuyện gì vậy? Tôi không kiểm soát được. Gia Hảo, chuyện gì vậy? Rốt cuộc sao vậy? Thanh Sơn, Thanh Sơn. Alo, chuyện gì vậy Tiểu Vi? Anh tôi đâu? Anh ấy sao rồi? Tôi không biết nữa, tôi gọi điện cho anh cô. Anh ấy nói đang ở trên cầu với Thanh Sơn, sắp đến nơi rồi, nhưng không biết tại sao tự nhiên điện thoại lại mất luôn. Đúng rồi Gia Đồng, tôi nghe thấy có một tiếng nổ. Sau đó tôi gọi anh cô thì không còn nghe tiếng anh ấy nói nữa. Gia Đồng, Gia Hảo không có chuyện gì chứ? Không được. Thanh Sơn, Thanh Sơn, Thanh Sơn, Thanh Sơn, cậu không sao chứ? Thanh Sơn, mau tỉnh lại đi. Cứu giới, cứu giới. Thông Di, ba cô cứ đứng ở ngoài nãy giờ, cô không thấy sao? Ba. Con nói sao chứ? Con nói gì sự xuất hiện của ba làm nảy sinh mâu thuẫn giữa mẹ con và Tuấn Tài? Ba, ba có thể nói thật cho con biết không? Trước khi ba về đây, rốt cuộc ba có liên lạc riêng với mẹ con không? Có nhiều chuyện đã qua rồi, rất khó tìm lại. Hơn nữa, ba đã nhận lại con rồi.
bà lại càng không có tư cách đến tìm bà ấy. Tại sao con lại hỏi vậy? Con chỉ đang nghĩ, nếu đúng là mẹ con đã ly hôn với chú Tạ, liệu ba mẹ có thể... Con có ý gì? Mẹ con sống không vui sao? Nếu vậy thì ba sẽ không để mặt đâu. Thực ra lý do thực sự mẹ muốn ly hôn con cũng không rõ. Vậy rốt cuộc là lý do gì? Ba cũng không rõ. Nhưng ba đoán có thể là vì túng tài. Ông ấy không quản lý được cuộc hôn nhân này, không biết thế nào là hạnh phúc thực sự. Ba đã rất mong có một gia đình hạnh phúc. Không ai hiểu được sự cô đơn của ba. Ba cô đơn? Ba không hạnh phúc sao? Còn vợ con của ba ở Đài Loan thì sao? Nhiều năm trước, vợ con của ba đã gặp tai nạn trong một vụ tai nạn máy bay. Bọn họ... Không sao, có những chuyện buộc phải tự mình gánh vác. Con và mẹ con đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Ba không thể để mẹ con phải thương tình ba. Ba, ba hãy nhớ là dù có xảy ra chuyện gì, con vẫn luôn muốn nói với ba. Vì con là người thân duy nhất trên đời này của ba. Từ giờ hãy cho con chăm sóc ba. Ba nghe rồi đó nhé. Không được hối hận đâu. Tính tay. Anh hãy đồng ý lời đề nghị của em đi. Anh không thể đồng ý lời đề nghị của em được, Nhã Tú. Chúng ta kết hôn bao nhiêu năm nay, có nằm mơ anh cũng không ngờ em lại đưa ra yêu cầu đó với anh. Tại sao? Em đã nói rất rõ rồi, anh là một người chồng tốt, nhưng em không phải người vợ tốt, không phải người mẹ tốt. Như vậy là không công bằng với anh và Tuấn Kiệt. Đây chính là lý do để em đưa ra quyết định. Đây là lý do sao? Tuấn Kiệt vẫn là con cưng của chúng ta, đúng không? Bây giờ em lại nỡ lòng rời xa Tuấn Kiệt. Hơn nữa, giờ Thông Nhi là con gái của em, là tất cả của em. Thông Nhi không phải là tất cả của em, là Thông Nhi đã mất tất cả. So với Tuấn Kiệt, Thông Nhi đã mất quá nhiều. Nó đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Em đã tự hứa với lòng, đời này em sẽ bù đắp tất cả cho nó. Tuấn Tài, anh hãy đồng ý với em đi. Dạ Tú, anh đâu có ngăn em nhận Thông Nhi. Ban đầu em muốn nhận Thông Nhi, anh đã đồng ý. Bây giờ hai mẹ con em giận nhau, em lại quay lại đòi ly hôn anh. Em có thể cho anh biết lý do không? Anh còn cần lý do gì nữa? Nhã Tú, trong lòng của em vẫn còn anh ta đúng không? Anh đang nói ai? Ba của Thông Nhi? Anh nói linh tinh cái gì vậy? Anh nghĩ em như vậy sao? Không phải anh nghĩ em như vậy. Nếu em chịu nói cho anh lý do, anh có thể thông cảm tất cả cho em. Nhưng anh không thể nào mất em một cách vô lý như vậy được. Tuấn Tài, em đã nói rõ đến như vậy rồi. Em nói anh nghe, em bắt buộc phải ly hôn. Ba, không sao chứ? Không sao con à? Con đi nói chuyện với mẹ. Quay lại. Không phải chuyện của con. Con đi đi, để ba yên tĩnh một mình.
Hoa của anh xong rồi đây. Được, cảm ơn cô. Lần sau lại ghé nhé. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Sao vậy? Mau ngồi xuống, mau. Mẹ sao vậy? Khó chịu ở đâu hả? Không sao. Chắc tại mẹ đi vội quá. Thông Nhi, mẹ không làm phiền công việc của con chứ? Sao lại phiền chứ? Con đi rót nước cho mẹ. Không cần. Mẹ nghỉ ngơi một lát là được. Thông Nhi, vừa nãy mẹ đã gặp chú Tạ con. Nhưng dù mẹ nói thế nào, ông ấy cũng không chịu ly hôn mẹ. Mẹ tưởng ông ấy hiểu mẹ, chắc sẽ biết mẹ làm như vậy là muốn tốt cho mọi người. Nhưng mẹ không ngờ ông ấy lại phản ứng mạnh như vậy. Con nói xem, mẹ làm như vậy có quá đáng không? Mẹ, nói thật, thực ra con không tài nào hiểu nổi sao mẹ lại kiên quyết đòi ly hôn chú Tạ. Rốt cuộc là vì sao mẹ nói con biết được không? Là vì con sao? Vì sự xuất hiện của con sao? Không phải. Vậy nên không phải. Không liên quan gì đến con. Mẹ ngồi nghỉ một lát đi. Tuấn Kiệt, sao em lại đến đây? Chỉ có mình chị và mẹ ở đây sao? Đúng. Chị tránh ra. Mẹ, con muốn hỏi mẹ, tại sao mẹ không chịu nói thật cho ba? Ba đã cho mẹ cơ hội rồi. Rốt cuộc mẹ đang che giấu điều gì? Mẹ có biết việc hèn nhát nhất của người đàn ông là gì không? Là bị chính vợ mình cắm sừng đó. Tuấn Kiệt, sao em lại ăn nói khó nghe? Em không thấy mẹ đang khó chịu sao? Lâm Thông Nhi, chị đừng tưởng em không biết gì. Mẹ và Trương Đông Huy đến chung cư thăm chị. Chị đừng nói là chị không biết chuyện này. Còn nữa, mẹ, hôm qua lúc con đến đón mẹ, mẹ đang đi hẹn hò với Trương Đông Huy. Lâm Thông Nhi là tại chị hết. Lâm Thông Nhi là chị tác hợp cho họ chứ gì, đúng không? Tạ Tuấn Kiệt, em không sao chứ? Em có thể xúc phạm chị, em muốn nghĩ gì chị thế nào cũng được, nhưng em đừng có xúc phạm mẹ như vậy. Em đi đi, em đi đi. Bỏ ra, chị làm gì vậy? Bỏ tay ra. Thông Nhi, Tuấn Kiệt, Tạ Tuấn Kiệt, chị nói cho em biết. Em về nói với chú Tạ, mẹ ly hôn với chú ấy không hề liên quan gì đến ba chị. Tuấn Kiệt, sao vậy? Chị sao vậy? Không sao, việc nhà chúng tôi thôi. Thông Nhi, mẹ, 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 Xích Phùng, mẹ, mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Xích Phùng, Xích Phùng, mau gọi điện thoại đi. Mẹ, mẹ. Gia Đồng, cô đừng lo, Thanh Sơn chắc chắn không có chuyện gì rồi. Gia Đồng, Thanh Sơn sao rồi? Đang yên đang lành sao lại gặp tai nạn? Chị Đào, chị Đào, đừng cứu. Thanh Sơn đã ở trong phòng phẫu thuật. Bác sĩ nói phải chụp CT não bộ cho anh ấy. Chị đừng lo. Gia Hảo đâu? Chị Đào, Gia Hảo không sao, anh ấy đang kiểm tra, sắp ra rồi. Chị đừng quá lo lắng, chắc chắn không có chuyện gì đâu. Sao lại như vậy? Đang yên đang lành sao lại gặp tai nạn chứ? Chị Đào. Thanh Sơn, Thanh Sơn ra rồi. Thanh Sơn, Thanh Sơn, Thanh Sơn, con đừng làm mẹ sợ. Bác sĩ sao rồi? Thế nào rồi Thanh Sơn? Thanh Sơn, con mang hối với mẹ. Con đừng dọa mẹ, chúng tôi đã kiểm tra não bộ cho cậu ấy rồi, không có vấn đề gì. Thanh Sơn chủ yếu là bị vết thương ngoài da, vết rách tay chân, gãy mắt các chân. Đã được bó bột lại rồi, cần nằm viện quan sát thêm. Thanh Sơn, Gia Hậu, bác sĩ nói nãy không sao, chỉ cần nằm viện quan sát thêm vài ngày. Gia Hậu, cuối cùng các anh cũng qua được kiếp nạn rồi. Anh không biết vừa nãy anh ngắt điện thoại, làm em sợ đến nỗi tim nhảy ra ngoài luôn. Em tưởng cả đời này không gặp anh nữa. Xin lỗi, anh cũng không muốn như vậy. Với lại người bị nặng nhất là Thanh Sơn. Anh không sao, anh không sao thật mà.
Anh yên tâm, Thành Sơn không sao rồi, có chị Đào chăm sóc cho anh ấy rồi. Anh ấy sẽ tỉnh lại thôi. Đợi chút nào chưa? Còn đau đầu không con? Chân còn đau nữa không? Mẹ, bác sĩ đã bó bột cho con rồi mà. Mẹ đừng lo nữa. Gia Hạo thế nào rồi? Anh tôi không sao rồi. Anh tự lo cho mình trước đi. Ngày thường anh lái xe cẩn thận lắm mà, sao lại để xảy ra chuyện này? Nào uống cốc nước đi. Từ từ thôi. Cô cẩn thận chút. Con trai, con muốn ăn gì? Con muốn ăn cá hấp, chân gà ngâm tương, thịt kho tộ. Mẹ làm. Con bị thương đến mức này rồi, phải ăn kiêng đó con à. Con đùa mẹ thôi. Mẹ cho con một bát cháo. Để tôi đi mua cháo. Chị Đào, để tôi đi mua cháo cho. Không cần cô phải lo. Con trai tôi thích ăn gì, sao cô biết được? Mẹ, mẹ nói gì vậy? Con xem, trước giờ con lái xe rất cẩn thận, sao Gia Hạo vừa lên đã xảy ra chuyện như vậy chứ? Chị Đào, chị nói câu đó là đang trách anh tôi sao? Tôi không dám trách anh cô. Tôi chỉ mong Thanh Sơn nhà tôi bình yên. Chuyện của nhà họ Lục các cô, tôi không quản nổi. Tiểu Đông, Tiểu Đông, Tiểu Đông. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Hôm nay mẹ uống nhầm thuốc sao? Thằng con trai ngốc của tôi, người ta vẫn nói súng thường bắn chim đầu đàn. Con đừng tốt bụng đến mức bỏ mạng như vậy chứ. Thông Nhi, cảm ơn. Cô đừng lo lắng quá. Bác sĩ vừa kiểm tra xong, nói mẹ cô bị bệnh tim, cần uống thuốc trong thời gian dài. Lần này cũng là vì chịu kích thích nên mới tự dưng ngất xỉu, nên không có gì đáng ngại. Nhưng từ giờ phải nghỉ ngơi cho khỏe. Cảm ơn anh đã đưa mẹ tôi đến bệnh viện. Một mình tôi ở đây là được rồi. Anh về nhà trước đi. Thông Nhi, tôi không cố tình nghe hai người nói chuyện, nhưng vừa nãy trước cửa tiệm hoa, Tuấn Kiệt hình như đã hiểu lầm chúng ta. Cho dù nói thế nào, Xích Phùng cũng là mẹ của cậu ấy. Bây giờ nằm viện đột xuất, có phải nên nói cho cậu ấy một tiếng không? Tôi đã gọi điện cho Tuấn Kiệt rồi, nhưng nó không nghe. Rồi sau đó nhắn tin cho nó, đến giờ vẫn chưa nhắn lại. Tôi đợi thêm vậy. Nhưng ở đây không có chuyện gì nữa, anh về đi. Thông Nhi, tôi không sao. Thế này đi, tôi đợi cô ở ngoài cửa, có gì cứ gọi cho tôi. Ba à, mẹ con nằm viện rồi. Gia Đồng, sao cô lại ở đây? Vậy sao anh lại ở đây? Là thế này, Xích Phùng đã tái phát bệnh tim, tôi và Thông Nhi đã đưa bà ấy giao viện. Nhưng lần này Thông Nhi không có từ chối tôi, để tôi có cơ hội ở bên cô ấy.
Được đó, chúc mừng anh đã được như ý muốn. Chỉ tiếc là anh tôi không được may mắn đó. Anh cô, sao vậy? Anh đang tỏ vẻ không biết gì sao? Cô nói vậy là có ý gì chứ? Ý gì sao? Trong lòng anh còn không rõ sao? Tôi không biết thật mà. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh tôi và Thanh Sơn gặp tai nạn xe, đến giờ vẫn nằm trong viện. Gia Đồng, tôi không biết là Gia Hậu bị tai nạn xe thật, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi? Thanh Sơn nói với tôi cái xe đó vẫn bình thường, không có chuyện gì. Nhưng hôm nay khi xe đến đón anh tôi lại phát hiện ra hệ thống phanh bị hỏng. Anh nói xem có đúng là có kẻ giở trò không? Được, nếu cô và Gia Hạo đều nghĩ là có kẻ giở trò, các cô có thể đi báo cảnh sát mà. Còn cần anh nói nữa sao? Anh tôi đã cung cấp lời khai cho cảnh sát rồi, sớm muộn gì cũng sẽ sáng tỏ thôi. Đứng trước pháp luật ai cũng công bằng như nhau. Tôi biết các cô đều cho rằng chuyện này có liên quan đến ba tôi, nhưng các cô phải đưa ra bằng chứng. Nếu tra ra đúng là do ba anh làm thì sao? Anh sẽ không bao che ông ấy chứ? Tôi chưa bao giờ bao che cho ông ấy. Gia Đồng, thực ra đúng là tôi nên cảm ơn cô vì con gấu nhỏ đó. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được nó. Tìm được con gấu nhỏ, khi ba tôi thấy tôi lấy ra con gấu bông đó, ông ấy thực sự đã hoảng hốt. Ông ấy có nói là sao con gấu bông đó lại giữ đến tận hôm nay không? Gia Đồng, cô có thể nói tôi biết ngày mẹ tôi bị tai nạn, rốt cuộc cô đã nhìn thấy những gì? Sao em lại đến đây? Cảm ơn. Sao đi chạy bộ sáng mà không gọi em? Không phải không gọi em, mà là sáng hôm nay anh dậy sớm quá, anh sợ em lại ngủ nướng cho nên mới không gọi em. Đêm qua anh không ngủ ngon, vẫn nghĩ về chuyện vụ tai nạn xe à? Nhưng Tiểu Đồng nói với anh, nó là vì chuyện đó để đi hỏi Lương Phong. Gia Đồng, đi hỏi anh ta làm gì? Lẽ nào Lương Phong có liên quan đến vụ tai nạn xe của anh sao? Anh nghĩ không liên quan gì đến Lương Phong, nhưng có thể liên quan đến ba anh ta. Cái gì? Có thể do ba anh ta giở trò. Nếu là vậy, anh đi làm ở khách sạn chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm mọi lúc mọi nơi sao? Vậy anh còn đi làm gì? Em không đồng ý. Có nguy hiểm gì được? Em xem, sóng gió thế này anh còn không sao? Anh vẫn đang đứng đây còn gì? Không chết được đâu. Gia Hạo, em biết anh chịu nhiều ấm ức, nhưng em mong sau này mỗi khi anh làm chuyện gì, hãy nghĩ đến những người yêu thương anh, được không? Mọi người đều rất lo lắng cho anh. Anh xin lỗi, anh không chăm sóc được cho các em. Giống như mẹ nuôi, bà ấy đến đây cũng lâu rồi, anh còn chưa có thời gian trò chuyện với bà. Còn cả tiệm cơm gà của em nữa, anh vẫn chưa phụ được gì. Anh thực sự xin lỗi. Anh đừng nghĩ như vậy. Bây giờ anh gia nhập chỗ bọn em cũng chưa muộn mà. Hứa với em, đừng đến Diệp Hoa làm nữa, được không? Liệu có phải ai đó nhớ món cơm gà Hải Nam anh làm rồi không nhỉ? Không sao, anh thấy ổn mà. Anh cũng có thể đến làm đầu bếp cho mọi người. Thật sao? Thật. Anh không đùa với em đó chứ? Sao anh đùa làm gì? Với lại dạo này cũng nhiều chuyện phải lo nghĩ, anh muốn bình tĩnh lại. Vừa hay cũng có thể làm theo đúng suy nghĩ của mình. Em đến đây bao nhiêu ngày
Lần đầu tiên em mới được nghe một câu nói khiến mình vui đến vậy. Mấy hôm nữa tiệm cơm gà sẽ khai trương. Hôm nay chúng ta đi mua đồ ăn đi. Làm trước mấy con gà Hải Nam, điều chỉnh hương vị cuối cùng nhé. Được, anh đi cùng em. Vậy đi thôi. Đi, chạy nào. Nhã Tú, em tỉnh rồi. Sao anh lại ở đây? Là Thông Nhi báo anh biết. Nó vừa gọi cái là anh đến liền. Anh rất lo lắng. Giờ em không sao thì tốt rồi. Thông Nhi đâu? Lúc anh đến, con bé ở đây mà. Nó vẫn luôn ở bên đợi em vậy. Mà em mãi không tỉnh. Lúc anh đến, thấy nó chưa ăn gì nên kêu nó xuống nhà ăn gì đó. Thế nào rồi? Em còn thấy khó chịu ở đâu nữa không? Tôi không sao. Cũng là mấy bệnh cũ thôi. Nghỉ ngơi một lát là được. Anh không cần ở đây cùng tôi. Có Thông Nhi ở đây là được rồi. Anh đi đi. Nhã Tú, anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Em biết lần này anh về đã làm phiền cuộc sống của em, khiến em chịu không ít ấm ức. Tối hôm đó anh đến tìm em, hẹn em ra. Tại sao em lại từ chối anh? Có ai làm khó em sao? Sao anh lại hỏi như vậy? Là Thông Nhi nói với anh, là em kiên quyết đòi ly hôn với Tấn Tài. Sau này em sẽ sống một mình. Đời người năm tháng vội vã, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều. Em có thể nghĩ đến việc cho chúng ta cơ hội làm lại được không? Tôi ly hôn là chuyện của nhà tôi, chuyện của riêng tôi, không liên quan gì đến ai, lại càng không liên quan đến anh. Anh đừng can dự vào cuộc sống của tôi. Chuyện đã qua nhiều năm rồi mà em vẫn chưa chịu tha thứ cho anh. Có những lỗi lầm chỉ cần một câu xin lỗi là bù đắp lại được. Nhưng cũng có những lỗi lầm dù anh có làm thế nào cũng không thể nào bù đắp lại được. Tôi sẽ không tiếp tục sai lầm nữa đâu. Anh đừng ở đây nữa. Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh hiểu rồi. Em giữ sức khỏe. Anh đi đi. Chú Tạ, cuối cùng chú cũng đến. Xin lỗi Thông Nhi, chú đến hơi trễ. Không sao à, mẹ cháu đâu rồi? Mẹ đã tỉnh rồi, bác sĩ nói không có việc gì. Vừa nãy lúc cháu gọi điện thoại, Tuấn Kiệt vẫn đang giận nên không nghe. Chú đọc tin nhắn nên mới thấy. Chú vào trong xem mẹ cháu nhé. Chú ơi, chuyện là không sao. Chú, hãy đối xử tốt với cô ấy. Mẹ cũng tỉnh lại rồi. Chú Tạ, cháu gọi điện kêu ông ấy đến nè.
Nhà Tú, vì người đàn ông đó mà em nhất quyết đòi ly hôn anh. Chú Xà, chú đừng hiểu lầm. Chú nghe cháu giải thích. Không cần giải thích, mẹ. Rốt cuộc là chuyện gì? Con thấy ông ta bước ra. Lâm Thông Nhi, lại là chị nữa đúng không? Chị đã gọi điện cho em, sao còn gọi điện cho người đàn ông đó đến? Tuấn Kiệt, ông ấy là ba chị. Mẹ, con nói cho mẹ biết, con không thích người đàn ông đó, lại càng không muốn ông ta đến quấy nhiễu cuộc sống của chúng ta. Mẹ, con và ba con đều rất cần mẹ. Nếu không có mẹ thì cái nhà này sẽ tan nát.